Ở trận đấu với Man City, chúng ta được chứng kiến một đội đang có phong độ tốt nhất châu Âu chơi trên sân nhà. Tiếp đó một đội đã không thể giành chiến thắng trong 6 trận liên tiếp. Kết thúc trận đấu, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Liverpool của huấn luyện viên Arne Slot đã giành được chiến thắng 2-0 trước Manchester City. Liverpool chủ động tăng tốc ngay từ đầu và đã vươn lên dẫn trước từ sớm nhờ công của Gapo sau đường chuyền bóng tuyệt vời của Salah. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Pep Guardiola đã thực hiện những điều chỉnh nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Những đội bóng đương kim vô địch 4 mùa giải trước đã không thể xuyên phá hàng phòng ngự của Liverpool. Cuối cùng kết quả được ấn định khi Salah thực hiện thành công tình huống sút quả phạt đền trong hiệp 2 sau khi thủ môn Stefan Ortega phạm lỗi với Luis Diaz. Ý đồ của Man City là cũng muốn gây ra những khó khăn cho Liverpool ngay từ đầu bằng cách chủ động tấn công, nhưng kết quả họ nhận được lại ngược lại khi mà slot và các học trò đã nhanh chóng thiết lập thế trận bằng cách chủ động pressing tầm cao rồi lên áp sát ngay từ đầu man city sẽ muốn giảm cuồng nhiệt của khán giả tại anfield với lối chơi kiểm soát chắc chắn trong những giai đoạn đầu của trận đấu nhưng nỗ lực của họ nhằm mở ra lối đi vượt qua hàng công của liverpool tỏ ra thiếu sáng tạo ngược lại còn khiến các cầu thủ phòng ngự của họ trao đảo dưới áp lực của những cầu thủ áo đỏ đội bóng của slot đã gây áp lực mạnh và rất hiệu quả khi đã nhiều lần giành lại bóng Trước khi Gapo ghi bàn mở tỷ số, thì Liverpool cũng đã có cơ hội để ghi hai hoặc ba bàn nếu đội trưởng Virgil van Dijk dứt điểm chính xác hơn. Man City thực hiện nhiều đường truyền ngắn ở phần sân nhà, nhưng đã bị hàng tiền vệ và hàng công Liverpool ngăn chặn lấy bóng dễ dàng. Có cảm giác rằng 40 phút đầu tiên của hiệp 1, bóng chỉ lan trên phần sân của Man City. Đến giữa hiệp 1, Liverpool đã có 45 lần chạm bóng ở phần 3 cuối sân đối phương, con số này của Man City chỉ là 5. Liverpool thực sự đang là một cỗ máy được vận hành tốt, có khả năng kiểm soát trận đấu và kết liễu đối thủ bất cứ lúc nào. Ngôi sao sáng nhất trên hàng công của chúng ta là Salah vẫn mang lại hiệu quả tối đa cho Liverpool. Đây là trận đấu thứ 6 liên tiếp ở Premier League, cầu thủ người Ai Cập điền tên mình lên bảng tỷ số. Sau khi bỏ lỡ tình huống khi đối mặt với thủ thành Otega giữa hiệp hai, Salah đã sửa sai khi thực hiện thành công quả phạt đền để đảm bảo chiến thắng cho Liverpool. Đây là lần thứ 36 Salah vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu ở Premier League. San bằng kỷ lục của Wayne Rooney. Ở tuổi 32, Salah dường như vẫn không có dấu hiệu chậm lại và tiếp tục là yếu tố quan trọng giúp cho Liverpool đứng đầu. Mùa giải này, Salah đã có 24 bàn thắng và kiến tạo trong 20 lần ra sân, một thành tích đáng kinh ngạc và cũng thể hiện sự chuyên nghiệp khi mà anh vẫn chưa rõ tương lai của mình khi hợp đồng của Salah sẽ hết hạn vào mùa hè này và chưa ký hợp đồng mới với Liverpool. Ở trận đấu này, các vấn đề cấu trúc của Man City khi không có bóng tiếp tục đã bị phơi bầy. Một hiệp một thảm hại tại Anfield, họ mất bóng 15 lần ở khu vực 1 phần 3 cuối sân, lộ rõ sự thiếu chắc chắn và mất tự tin của các cầu thủ. Các cầu thủ Liverpool di chuyển không biết mệt mỏi và chủ động săn bóng tạo áp lực trong 30 phút đầu tiên. Slot bố trí đội hình 4-2-4 quen thuộc với Dominic Soboslai tham gia cùng 3 tiền đạo phía trên để tạo thành rào cản gồm 4 cầu thủ tấn công Tất cả đều nỗ lực chặn các đường chuyền bóng đến chân các cầu thủ ở hàng tiền vệ của Manchester City. Slot xứng đáng được khen ngợi cho việc bố trí đội hình thi đấu. Quyết định sử dụng Gapo bên cánh trái, Luis Diaz chơi trung lộ đã hoạt động hiệu quả. Dominic Soboslai cũng đã tỏa sáng khi trở lại hàng tiền vệ. Yogo Gomez dễ dàng lấp đầy khoảng trống khi thay thế cho Konate. Sự trở lại kịp thời của Alexander-Arnold với khả năng chuyển bóng đã giúp đánh vào những điểm yếu của Manchester City. Ryan Gravenberch được tái sinh ở vị trí số 6. Điều đó giúp khả năng chơi trực diện của Liverpool nhằm khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ của Man City. Đặc biệt từ các pha phát bóng, Man City trông dễ bị tổn thương. Ottega trở thành một trung vệ phụ trong khi Manuel Akanji dâng cao lên phía trước nhằm cung cấp một lựa chọn chuyển bóng phía sau hàng công của Liverpool. Nhưng trung vệ người Thụy Sĩ đã gặp khó khăn khi không thể thoát được áp lực mỗi khi bóng được chuyển đến chân của anh ta. Khi bóng được đẩy lên cao hơn Bernardo Silva bên phía Man City sẽ lùi sâu hơn, nằm cố gắng tạo ra một đường truyền để thoát khỏi tầm kiểm soát của bốn cầu thủ tấn công của Liverpool. Nhưng vẫn còn đó Alexis Mark Alistair và Ryan Gravenberg kiểm soát ngay phía sau, khiến cho Silva không thể tìm tới Finn Foden để đưa ra đường truyền cho cầu thủ này. Hiệp 2, Man City chơi tốt hơn khi Liverpool chủ động lùi xuống và chơi rình rập. Chúng ta chuyển sang sơ đồ 4-3-3. Điều này cho phép Manchester City có thời gian vào khoảng trống để đưa bóng sang phần sân Liverpool. Nhưng ngay cả khi đó Manchester City vẫn gặp muôn vàn khó khăn để tiếp cận khung thành của Kelleher. Ở hiệp 2, Slot thiết lập nhịp độ chậm lại với cấu trúc, tổ chức và sự kiểm soát mà Liverpool tạo ra. Các cầu thủ Liverpool bình tĩnh, tự tin hóa giải các pha tấn công của Man City. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể tăng tốc và giảm tốc độ khi cần thiết. Manchester City có 66% thời lượng kiểm soát bóng sau giờ nghỉ nhưng hầu như không thể tìm được đường vào khung thành của Liverpool. Đội khách thậm chí đã không có nổi một cú sút trúng đích nào trước khi Salah đá thành công quả phạt đền. Sau thời điểm đó, Liverpool chủ động phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Ngoài tình huống Virgil van Dijk để bất bóng vào chân Kevin De Bruyne, thì Van Dijk đã khóa chặt Erling Haaland và tiền đạo này chỉ có vỏn vẹn 16 lần chạm bóng trong suốt trận đấu. Trận đấu này lại một lần nữa mang đậm chiến thuật của Arne Slot. Đúng là Slot cũng chỉ gặp một Manchester City đang khủng hoảng một Arsenal bị chấn thương làm suy yếu và một Chelsea vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nhưng những gì Slot đã làm cho đến nay là phi thường. 12 phút đầu tiên ở hiệp 1 là một Liverpool tấn công mãnh liệt nhất mà chúng ta từng thấy giống thời Jurgen Klopp. Liverpool giống như một võ sĩ quyền Anh hung hãn lao vào đối thủ và cố gắng hạ hục anh ta ngay từ đầu. Và sau đó khi Liverpool có được điều mình muốn là bàn thắng, thì một Liverpool khác đã xuất hiện. Chúng ta bình tĩnh, kiểm soát trận đấu tuy nhiên vẫn duy trì đủ sự sắc bén trong các pha phản công. slot đã thành công trong việc giữ lại một liverpool với bản nhạc rock dưới thời Jurgen Klopp và đã loại bỏ vừa đủ sự hỗn loạn để cho chúng ta có khả năng kiểm soát các trận đấu khi cần thiết. chiến thắng trước City đã giúp Liverpool tạo ra khoảng cách 9 điểm với đội xếp thứ hai. đây là thành tích tốt nhất của một đội ở Premier League sau 13 vòng đấu. kỷ lục trước đây là của Manchester United với 11 điểm trong mùa giải 1993. 1994. Nhưng như thường lệ, phát biểu của Slot là đảm bảo đôi chân của các cầu thủ vẫn luôn ở trên mặt đất. Ông nói, luôn luôn rất tuyệt vời khi đối đầu với Real Madrid và Manchester City và giành chiến thắng. Đó là những đội đã và đang rất giỏi. Huấn luyện viên của họ cũng đã giành được rất nhiều danh hiệu. Nhưng lý do tại sao hai đội này họ giành được nhiều danh hiệu, nguyên nhân là vì họ không chỉ thắng một hoặc hai lần mà họ có thể duy trì chiến thắng kéo dài. Chúng tôi thực sự hạnh phúc với hai chiến thắng này, nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng nếu chúng tôi muốn nhiều hơn thế thì tháng 1 hoặc hai trận thì những đội lớn này cũng không đủ để giành được bất cứ điều gì vào cuối mùa giải. Đừng quá phân khích, tất cả cần sự nhất quán đến cuối mùa giải. Giữ cho các cầu thủ khỏe mạnh để họ chơi với nguồn năng lượng này, còn một chặng đường dài phía trước và rất nhiều thử thách phải vượt qua. Đây hoàn toàn là một phát biểu chính xác. Ở Premier League vẫn còn 25 vòng đấu phía trước và chấn thương là một mối lo ngại lớn khi Konate và Bradley không thể ra sân ở các trận đấu sắp tới. Slot tiếp tục: Tôi đã trải qua một vài khoảnh khắc đẹp ở đây với tư cách là một huấn luyện viên, nhưng tôi nghĩ hôm nay nổi bật là nguồn năng lượng mà chúng tôi đã cống hiến trên sân, nhưng các cầu thủ cũng nhận được nguồn năng lượng mà người hâm mộ đã truyền cho. Slot đã được hỏi sau trận đấu, liệu ông ấy có tin vào việc mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với Liverpool không? Ông nói: Tôi có thể tin vì nó đang xảy ra. Nhưng tôi không nghĩ ai đó, bao gồm cả tôi, có thể dự đoán trước được điều này. Juven đã để lại một đội bóng rất tốt, nhưng để giành chiến thắng nhiều như vậy, cùng với tất cả những điều khó khăn mà chúng tôi đã phải đối mặt, thì đây hoàn toàn là điều mà chúng tôi không thể dự đoán trước mùa giải. Với phong độ cao như hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin cho chuyến làm khách trên sân của Newcastle ở vòng 14 vào tối mùng 4 tháng 12 tới đây. Mình xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Anh em đừng quên để lại một like, share và hãy nhấn đăng ký kênh để mình có thể gửi đến cho anh em những thông tin cập nhật mới nhất về đội bóng của chúng ta nhé. Anh em cũng đừng quên đưa ra ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.